Đang lớn là 15D5 nha mọi người. Em có dán mã phía trước á. 15D5 thì là 4.590.000. Và cái này là giá mà khi mình mua trên line nha. Còn loa nhỏ bên cạnh 12X3 thì là 2.690.000 á mọi người. Anh mua trên line luôn đi. Trên line thấy có giá có 2590.000. Loa nhỏ là 2590.000 nè. Giá rất là tốt luôn á. Con ngân loa này thì nó có tới 5 màu, màu xám, màu đen, màu cà phê, nhiều lắm mọi người, màu trâu nữa. Tùy theo sở thích được mọi người, mà khi mọi người đặt hàng thì mọi người cứ ghi chú màu vô để bên em gửi theo đúng màu nha. Có rất nhiều màu, nhưng mà em thấy cái màu xám cũng đẹp mọi người thấy màu xám nó sang không? Cái này mình để góc nào trong gia đình mình thì cũng đẹp hết trơn nha. Đó, cái phần lưới phía trước này là mọi người là thép được sơn tĩnh điện rồi, nên là mình không có sợ mà dùng thời gian nó bị rỉ sét ha. Với lại là cái thùng gỗ thì được sơn gai, sơn tĩnh điện rồi á, gỗ ép được sơn gai rồi, nên là chống chày nè, rồi chống mối mọt cũng rất là tốt mọi người, không có sợ luôn. Đó, quay cho mọi người coi cái bo mạch loa nè. Trên cái bo mạch này thì mọi người có thấy gì không? Xa quá không ta? Ý là trong cái giỏ hàng đó thì mọi người bấm vô cái hình ảnh đó, mình lướt qua bên trái đó, nó sẽ có một cái hình bên em chụp cận cái bo mạch luôn, thì mình có thể thấy rõ hơn nha. Bo mạch này thì mình nhìn vô là mình có thể điều chỉnh được cái gì nè. Mình điều chỉnh được âm lượng của mic, âm lượng nhạc. Ngoài ra thì có thể chỉnh được echo, reverb luôn, được luôn nha. Có lỗ để mình cắm thêm một nhạc cụ guitar rồi cũng được. Con loa này thì cao tầm 75cm, nặng 31kg. Nó có 4 bánh xe ở dưới cho nên là mình có thể dễ dàng di chuyển mà đi đâu cũng được hết á. Nó cũng rất thích hợp cho mình xài karaoke gia đình rồi đám tiệc.